Vâng, cơ sở đồ gỗ Nội Thất Đại Dương xin trân trọng kính chào. Thì lời đầu tiên, cơ sở xin gửi lời chào cũng như là lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các anh chị đang xem video clip này. Thì đây em làm clip này là giới thiệu về xưởng của em. Xưởng chuyên về ghế nhỏ dành cho cả ghế nhỏ cả ghế to nha anh chị nhá. Nhà em rất là nhiều kệ và bộ dòng sơn thủy, ghế móc mỏ, ghế cuốc đều có hết nha anh chị nhá. Anh chị về nhà em là chọn bộ ưng ý nhất với mình, ký tên rồi cọc tiền, em sẽ hẹn ngày trả giao hàng cho nhà anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu đưa về nhà mình một bộ bàn thờ hoặc là kệ tivi, bộ ghế sơn thủy, bộ ghế cuốc, tủ áo, giường thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0981 888 083. Đây cơ sở em đây, ở bên cạnh nhà em là xưởng nhà em đây. Địa chỉ của nhà em là ở Thu Lỗ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Xin nhắc lại là địa chỉ của cơ sở em là Thu Lỗ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội nha. Trước khi kết thúc video em quay toàn cảnh xưởng của em ra tất cả các anh chị xem. Rất nhiều bộ ghế, rất là nhiều. Anh chị về có thể chọn cho nhà mình một bộ ưng ý nhất và ký tên. Xin chào và hẹn gặp lại.